Hello, xin chào các bạn đã đến với video của mình là thầy Phong Hay Nốt, và hôm nay mình sẽ đến với những cái series về mình sẽ cover, mà không phải là mình cover, mà là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hát cover. Đơn giản thôi, ví dụ như là hôm nay mình sẽ làm cái video về học trò của mình nè, là bạn đó quay video hát karaoke, cầm micro karaoke thôi, hát trọn vẹn một bài xong rồi mình sẽ nghe và mình sẽ reaction, hướng dẫn cho bạn ấy, và sau đó là mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng, cùng nghe và cùng mình cùng nhau mình xem coi là rút kết được cái kinh nghiệm gì trong việc ca hát của mình hay không ha. Rồi hôm nay đến với bạn bạn học trò rất là dễ thương của mình ở bên nhà bạn đó ở bên Mỹ, không phải là Mỹ mà mới dọn qua Mỹ sống được vài năm. Bạn đó tên là tên gì ta, tên Đạt, kênh YouTube là Đạt Tây Nguyễn, mới làm kênh YouTube rồi. Ok ha, bây giờ các bạn bây giờ thử xem, các bạn thử coi thử bạn này hát như thế nào ha, với ca khúc Sợ Yêu cover đó. Vô 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 mọi người, vô nha. Xin chào mọi người, đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ Nghe nghe cover một ca khúc, nó là Sợ Yêu của Thanh Hà, Tùng Nữ. Ok, let's nghe. Ok, let's go. Ok, mình đã đi từng chỗ ha. Đó, thì giọng hát của bạn này á là bạn đang hát một bài tông nữ đó, mà các bạn sẽ biết được cái mình sẽ kể sơ sơ thôi, là bạn Đạt này nè, bạn Đạt này thì bạn học được một thời gian hơn một năm một chút. Thời gian đầu bắt đầu hát á thì bạn ấy không hát được những nốt cao luôn, không hát được luôn, và những nốt cao của Nam Trung á, ví dụ như những cái bài như là của những cái bài mà ước mơ của bạn đó, giống như là Eric nè, rồi Hoàng Dũng nè, hay là Hoài Lâm vân vân, là bạn đó hát không được luôn á. Thì sau một cái quá trình tập luyện thì bây giờ bạn đó đã hát được tông nữ luôn, thích hát tông nữ lắm, thích hát tông cao lắm. Sắp tới mình làm vài cái reaction của bạn đó về tông nữ, tiếp tục cho tông cao cho bạn nghe. Thì bây giờ bạn đó đã hát được những cái bài của Tông Bụi Tuấn rồi, hát được nha, chứ chưa phải gọi là hát hay. Nên các bạn khoan có bình luận, khoan chém nặng tai quá. Đạt cũng xuất phát từ zero, từ rất là hát giọng hát rất là yếu, thì bây giờ đã làm được như vậy. Và các bạn hãy đánh giá ở mặt mặt tích cực là người ta là một người không chỉ là không chuyên nữa, mà là hát nó gọi là hơi kém so với người bình thường luôn đó. Thì bây giờ bạn đó đã hát được như vậy rồi, các bạn nghe tiếp nha. Về kỹ thuật thanh nhạc mình sẽ phân tích sâu vô cho các bạn thấy. Đó, thì ở đây các bạn thấy là cái hơi thở của bạn Đạt á cũng khá là tốt, cái hơi của bạn đó thành khó và xóa đi bao ngày ngần. Các bạn bạn Đạt đã hát có thể support được cái hơi của mình, là hát bằng hơi thở đó, và nó làm cho cái giọng của bạn Đạt nó xốp hơn, nghe nó hay hơn, tình cảm hơn. Đó là các bạn nghe nghe kỹ lại cái phần đó nha. Ok, có cái chỗ này á, các bạn nghe kỹ lại là cái vị trí âm thanh của Đạt á vẫn chưa có ổn định, vẫn chưa gọi là quen lắm,
nên việc khi mà mình hát live một ca khúc á, đôi khi nó còn bị bấp bênh trong trên. Ví dụ như những cái vị trí âm thanh ở trên cao, như cái khoảng vang từ gò má, ở gò má trở lên á, thì đạt kiểm soát khá tốt. Các bạn đi kiểm soát khá tốt, nhưng mà đôi khi nó vẫn còn trong trên và nó làm cho cái bài hát nó chưa vừa mượt mà cho lắm. Các bạn nghe thử chỗ này nha. À, cái câu đó đáng lẽ là đạt phải lên luôn. À, những yêu thương sống tàn, giờ phút nó lên nhanh lên, mình đừng có chuyển, cái chuyển cái nó hơi khó. Giờ phút say ta lơ làng đó, thì nó phải chuyển nhanh một chút xíu thì nó sẽ mượt mà hơn. Đó là cho bên phần vị trí âm thanh của mình nó đã là một cái sự thay đổi khá tốt. Ngày xưa là đạt hát cổ không à, hôm nay là đạt hát vị trí âm thanh nó trên cao, trên vùng xoang và ốc. Đó, lý do tại sao mà Đạt có thể hát được những cái bài cao, kể cả những bài tông nữ. Ok nha, các bạn nghe tiếp nha. Này mình khen trước, lát mình chê sao nè, yên tâm đi. Tới giai đoạn chê, rồi các bạn sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm từ trong cái chê đó. Ha, tiếp luôn. Đã không, giữ không? Hơi phô phô chút cũng được. Hát live vậy là tốt rồi. Đó các bạn thấy không, những cái nốt cao của Đạt nghe cũng khá là ổn định và chắc chắn. Và đây là nốt tông nữ, vì khi mà bài này là của Thanh Hà, có thể lên tới si đô đó, thì đó là những cái nốt mà phải là nó gọi mơ hồ. Nó là mơ hồ đối với một bạn giọng baritone như Đạt ngày xưa, nhưng mà ngày nay thì khác rồi. Đã tập luyện được những cái kỹ thuật hỗ trợ về giọng hát như hơi thở, vị trí âm thanh, giúp cho giọng của Đạt càng ngày càng ổn định hơn. Và chỉ mới vài kỹ thuật mà giọng của Đạt đã có thể chinh phục được những cái nốt cao, nó rất là điêu luyện, phải là khá là điêu luyện, không dễ dàng để đạt được những cái nốt cao si và đô năm như vậy mà nó không bị căng cứng mà căng thẳng. Đó, các bạn để ý, đó là cách hát. Còn giọng hát của Đạt là giọng baritone, giọng nam trung. À, có nhiều bạn hỏi mình là nam trung hát cao được không thầy? Vâng, bất kể, kể cả nam bass, kể cả ai cũng có thể hát cao được hết á. Quan trọng là bạn phải học để biết cách hát cao như thế nào là đúng. Cái đó nó mới quan trọng. Ok ha, mình nghe tiếp nha. Thì mình chia sẻ một chút xíu là có một cái điểm đặc biệt ở Đạt, đó là ngày xưa mà khi mà học mình á, mới đầu học mình á, không chỉ là Đạt hát phô những cái nốt cao, kể cả những nốt tầm trung, Đạt chỉ lên tầm thấy rê mi là Đạt không thể hát được nữa rồi, bể luôn rồi, mất giọng luôn rồi.
đó. R44 các bạn rất là thấp, vẫn bị mất giọng luôn, không hát được nữa. Thì không chỉ là phô mà giọng của Đạt còn bị trật nhịp rất nhiều. Nó nằm ở cái yếu tố đó là cái sự tự tin của mình. Cái sự tự tin của mình khi mình thể hiện, mình trình bày một ca khúc. Thì khi mà Đạt tham gia học cùng mình, thực tế mình không hề chỉ cho Đạt bất kỳ một cái cách nào để Đạt có thể là xử lý được cái nhịp của bài hát. Không cần. Và không chỉ là Đạt mà bất kể những học viên đang học mình, mình không hề chỉ cho các bạn đó là phải vô nhịp như thế này, vô nhịp chỗ này, câu này phải dùng. Không. Đúng sai nhịp các bạn nghe được hết, mọi người nghe được hết. Cái quan trọng các bạn có đủ tự tin để ôm chọn hay là hòa chọn, hòa mình vào âm nhạc để mình có thể nghe được hết âm nhạc hay không. Nó là một cái sự tự tin. Thì cái đó là cái mà chính bản thân Đạt đã thành công, và mình không hề đụng chạm tới cái nhịp của bạn Đạt. Và Đạt trong cái quá trình làm, Đạt rất là kiên nhẫn và tự tập luyện, tự động thì âm nhạc của mình nó hòa vào trong người mình, là tự động mình hát được. Cái đó là cái thú vị ở việc là khi mình tập hát đúng, nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn và hát hay hơn và dễ thể hiện cái cảm xúc của mình hơn. Đó là điều mà bạn Đạt đã làm được trong một cái quá trình hơn một năm một chút xíu, một năm vài tháng là bạn đã hát được như vậy rồi. Ok ha. Và các bạn nghe tiếp nha. Một bài hát rất tình cảm và được thể hiện ở một bài hát tông nữ, được thể hiện từ một giọng nam trung. Đó, các bạn thấy khi mà Đạt hát thì đương nhiên là nó vẫn còn nhiều sự thiếu sót, bởi vì các bạn Đạt đang trong cái quá trình luyện tập thôi, chứ chưa phải gọi là trình diễn hay là thể hiện biểu diễn gì cả. Nhưng mà đây là một cái mà bên mình cũng muốn các bạn hãy tự tin cầm micro thể hiện và nhận được những cái phản hồi, dù là tích cực hay tiêu cực đi nữa thì nó cũng là một cái sự nỗ lực của mình, chính bản thân của mình nhận thấy mình tiến bộ là được. Bản thân của mình nhận thấy mình tiến bộ, mình nhận thấy mình hát hay hơn ngày xưa là được rồi. Còn cái chuyện mà ra ngoài thì đương nhiên là cũng sẽ bị nói ra nói vô, nhưng mà không sao cả. Cái quan trọng nhất là mình phải tin vào bản thân của mình còn sẽ làm tốt hơn và Đạt còn sẽ tốt hơn nữa trong cái quá trình luyện tập. Và hiện tại bây giờ Đạt vẫn đang học với mình. Và các bạn đón xem 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng sau và Đạt sẽ tiến bộ như thế nào. Và chắc chắn Đạt sẽ có một cái sự tiến bộ rất là lớn. Bởi vì từ một giọng nam trung mà bây giờ đã hát được giọng nữ luôn rồi. Thì đang cái quá trình sẽ làm cho giọng đẹp hơn. Giọng của Đạt đẹp hơn. Từ hơi thở, từ vị trí âm thanh. Ok. Rồi. Và sau đây thì mình sẽ có những cái chia sẻ một chút xíu cho bản thân của bạn Đạt.
và tất cả những bạn xem thì các bạn thấy đó, khi mình hát lên cao, mình rất khó kiểm soát hơi thở và vị trí âm thanh. Điều đó chúng ta cần phải cố gắng tập luyện để hình thành một thói quen, giống như là các bạn đang tập tạ vậy đó. Các bạn đang tập 10kg mà tự nhiên các bạn nhảy lên tập 50kg, 40kg, tai bằng rung, rất là khó kiểm soát. Khi ta tôi đang hát thấp mà tự nhiên lại là hát cao, nó cũng rất là khó kiểm soát và rất dễ bị mất vị trí âm thanh và mất hơi thở. Thì vấn đề đó là có quá trình luyện tập rồi, nếu mình luyện đúng thì mình sẽ quen thôi, chứ không có gì mà khó khăn cả. Đó. Nhưng mà giọng của Đạt có một yếu tố là khi mà lên cao á, thì Đạt lo đưa ra mid voice quá. Cái tình hình này là tình hình chung luôn. Mà mình thấy rất là nhiều những cái bạn học mình, đang học mình và những người đang hỏi trên YouTube cũng vậy, thích tập mid voice, chest voice lắm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái giọng của mình nó còn thiếu một cái độ đẹp. Một cái màu giọng mà nó nghe nó dày hơn nữa. Trong giọng Đạt có rồi, trong giọng Đạt là có một cái độ dày đó, bởi vì baritone nó có một cái lợi thế ở cái độ ấm và độ dày. Nhưng mà mình muốn chia sẻ thêm với Đạt và với tất cả mọi người về cách mà chúng ta nên tạo thêm một cái màu giọng nó dày hơn nữa, nó đẹp, nó ấm áp hơn nữa. Thì mình sẽ hát mẫu cho mọi người bài hát này ha, bài hát Sợ Yêu của Thanh Hà. Rồi mình sẽ hát mẫu một đoạn, thì mình cũng không thuộc lời cho lắm nha, hát có sai cao độ thì mình chỉ làm mẫu thôi mà. Ok nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử coi cái micro có vô. Ok, vô. Ngon. Ok. Đây là một cái kỹ thuật tạo màu cho giọng để cho cái giọng của mình nó trở nên ấm áp hơn. Ha, các bạn nghe thử nha, một lát mình sẽ phân tích. Mình hát mình tạo cái màu là mình đưa âm thanh ra phía sau của mình để mình giữ cái màu nó dày hơn, nó đầy đặn, nó ấm áp hơn. Khoan vội đưa lên trước mặt để tập mix voice. Khoan, các bạn phải đi từng bước, từ hơi thở tới vị trí âm thanh tới việc tạo màu và sau đó rồi mới tới mix voice. Nó đi từng bước như vậy. Khoan tập mix voice, bởi vì khi mà các bạn tập mid voice, các bạn rất tốn hơi. Các bạn cần một lượng hơi thở, một cái nội lực nó nhiều hơn. Nhưng mà các bạn chưa đủ thì các bạn vội vàng tập, đôi khi tập sai nó gây ra tổn thương và nó không hiệu quả luôn. Và nhiều khi nó bị những cái tác dụng phụ nữa. Đúng không? Nó thành cái tật xấu nữa. Mình tập đúng, mình tập vừa phải thôi, mình tập bước tiếp theo là Đạt và các bạn nên sau khi có hơi thở, sau khi có vị trí âm thanh thật là chắc thì mình tập cái màu giọng. Để mình thử lại một cái là cho các bạn nghe nha. Alo. Rồi, ví dụ nha, mình sẽ hát là cảm giác trong anh lúc này. Đó, mình đưa âm thanh ra phía sau để mình tạo cái màu nó dày lên. Ví dụ như giọng mình là giọng nói, hoặc là khi mình hát mid voice như Đạt thì sẽ như thế này. Như thế này ha, mid voice thì nó sẽ hát như thế này. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã từng đâu à, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Bởi vì mid voice nó có cảm giác có chiều hướng là nó đưa tới phía trước đó, nhưng mà cái tạo màu thì mình thiếu cái tạo màu, còn giọng của mình thì nó đã tạo màu sẵn rồi nên nó có một cái độ dày nhất định. Nhưng mà bây giờ mình phải tập tạo màu trước,
sau khi mình tập mid voice. Ok, bạn Đạt chú ý nha, và các bạn cũng chú ý tập mình phải đúng theo từng bước, chứ không thôi là nó tạo thành một cái tật xấu là lúc đó nó không tốt. Và mình hát lại mà thử một lần nữa nha. Đưa hơi thở phía sau. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thấm lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Đời đã ra, sợ những đôi thay bất ngờ, sợ những đam mê dài khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Rồi giữ cái màu đó. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có tình yêu đổi thay đã đến thẳng gần. Sai lời, sai lời. Sợ những yêu thương trong tan, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau. Rồi các bạn thấy cái sự khác biệt của khi mình hát mid voice thì nó sẽ là như thế này. Mình làm mẫu lên nha. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Khi mình hát mid voice á thì mình đưa âm thanh tới phía trước, nhưng mà khi mình tạo màu là đưa âm thanh ra phía sau. Thì như vậy cái nào nên tập trước và cái nào là nên tập sau? Thì tạo màu chúng ta sẽ tập trước và mid voice là nên tập sau. Ví dụ mình hát mid voice thử các bạn này nha. Hit mid voice nè. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Đó là cách hát của Đạt đó. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Rồi bây giờ nếu mà mình hát như vậy á thì cũng được, nhưng mình phải tập cái tạo màu trước là cái khoảng vang phía sau trước. Mình tạo màu nha. Độ dày á, tập cái độ dày á thì mình sẽ tập cái độ dày trước, xong cái đó quen rồi, nó hình thành một thói quen mới chuyển qua cái phần thứ hai là tập mid voice. Bây giờ mình thử nè. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Ok, nhẹ nhàng. Mình khi mình support được cái hơi thở của mình vào trong cái phần dày khoảng vang phía sau, nó làm cho giọng mình dày lên, thì lúc đó mình mới hát được mid voice. Còn không thôi giọng mid voice của mình mỏng lắm, và đôi khi nó tạo thành một cái tật xấu bởi vì bạn không đủ hơi thở để hát mid voice một cách hiệu quả trơn tru. Ok ha, mình thử nha, mình hát lại cái đoạn này điệp khúc nè. Mình làm mẫu cho mọi người thôi, mình không hát hết bài đâu. Dành cho mọi người. Ok. Trách nhau vô vàn, sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chấp nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Ok. Rồi, khi mà quay lại lần thứ hai, lần thứ ba đoạn sau, mình ví dụ nha các bạn, đến sau tiếp theo nha. Rồi cái đoạn này thì mình có thể sử dụng những cái lực hát vào trong đó, nhưng mà phải thật là khéo nha, câu chừng vỡ. Ok. Mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí, sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại.
Ok, đấy là mình xử lý cảm xúc. Thì tùy theo cách hát của các bạn như thế nào, các bạn phải tính toán làm sao cho nó phù hợp. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người và cho Đạt cái cách để mình có thể hát được một bài hát nó dày dặn hơn, nó ấm áp hơn, cái màu giọng của nó trở nên đẹp hơn, nó sắc sảo hơn. Rồi, các bạn xem video, nếu như các bạn muốn mình bắt bệnh, bắt mạch thì hãy cứ cover và gửi liên hệ link bên dưới, gửi link video bên dưới và sau đó mình sẽ làm video mình chia sẻ thực tế về giọng của các bạn, ưu điểm, khuyết điểm, nhược điểm. Còn riêng video này mình sẽ làm mẫu cho các bạn để các bạn có một cái hình dung được là mình nên hát như thế nào để cho thầy Phong bắt bài nó hiệu quả hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc.